Ok, xin chào tất cả các anh em nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em khai thác một cái site iDrop nhận top cần review. Sau khi các bạn đăng ký nhận được 1.000 review, giá trị hiện tại của nó là bằng $30. Một review là bằng 0.002 USD nha tất cả anh em. Thì chương trình iDrop sao anh em lướt vào phần link đây và đăng ký một cái iDrop của nó. Phần nói cái website này của thằng Nga nha anh em. Website này là website đầu tư cho vay. Thì anh em vào click vào phần link iGrop nó, đăng ký một cái tài khoản nha tất cả anh em. Mình làm cái video này nó là hai lần đã sớm giờ đây, hướng dẫn anh em đăng ký mà bị lỗi. Chắc giờ chắc login luôn qua tài khoản chính luôn quá. Rồi, y gan vậy luôn. Đầu tiên anh em bấm vào nút đăng ký nha anh em. Anh em đăng ký một cái mail, một cái tên và một cái họ, chọn quốc gia Việt Nam. Rồi anh em bấm nút đăng ký và vô mail xác nhận là login là gọi nha anh em. Thì anh em đăng ký xong thì anh nhận được 1.000 review à, và cộng 100 review là trời này là rất ngon nha anh em. Nè, một review thì được 0.002 USD. Thấy mũi tên đi lên là ngon rồi đó anh em ơi. Chương trình iGrop này mình hy vọng là nó sớm sẽ kết thúc anh em ơi. Nó cho mình withdraw. Qua bài gạch. Withdraw nó rút tiền, chuyển tiền nữa anh em, chương trình giới thiệu nữa. Thì anh em cứ đăng ký cho đi, mọi thắc mắc gì cái site này mình sẽ upload phiên bản nó lên sao cho tất cả anh em. Thì anh em vào chương trình giới thiệu mà chia sẻ cho tất cả bạn bè anh em. Vào đây nè. Vào một dưới nè. Anh em copy đường link này chia sẻ cho người bạn, mỗi người bạn nhận được, các bạn nhận thêm 100 review nữa các bạn. Cái website này có website đầu tư của thằng Nga thôi. Và mình hy vọng cái chương trình iDrop này sẽ sớm kết thúc đặng cho tất cả anh em mình có tiền ăn Tết nha tất cả anh em. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Xin chào tạm biệt tất cả anh em. Mình làm cái video này chặn ai phải cũ. Hướng dẫn anh em đăng ký rõ ràng đâu đó đang hoàng bị sao mà cái máy VPN của mình nó bị gì đâu á. Làm cái video nó là 3 lần rồi. Thấy cái kèo này ngon quá mình mới làm cho anh em. Và cái video mình hướng dẫn đăng ký không được thì anh em bỏ qua cho mình nha. Vì mình cũng đã cố gắng hết sức với anh em rồi. Vậy chào tạm biệt tất cả anh em nha.